Xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã đến với kênh channel của em Rick Mobile nhé. Ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà kiểm tra đơn hàng đã mua ở trên TikTok nhé. Đầu tiên các bạn sẽ bấm vào TikTok. Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ có hai cách để mà kiểm tra lại đơn hàng mà các bạn đã mua ở trên TikTok cũng như là kiểm tra được cái quá trình giao hàng nhé. Đầu tiên các bạn sẽ bấm vào mục hồ sơ. Các bạn sẽ bấm vào, khi mà vào hồ sơ rồi, các bạn sẽ bấm vào cái phần dấu ba gạch ở bên trên này. Các bạn sẽ bấm vào phần cài đặt vào quyền riêng tư. Ở đây thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần đó chính là đơn hàng của bạn. Thì đây các bạn thấy là cái phần đơn hàng đang chờ vận chuyển này. Hoặc là các bạn là đây cái phần đơn hàng của bạn nhé. Thì các bạn có thể là bấm vào xem tất cả để mà xem tất cả những cái lịch sử mà các bạn đã đặt hàng. Thì các bạn bấm vào xem tất cả này. Thì nó sẽ ra cái đơn hàng của mình nhé. Cái đơn hàng này là mình đang đặt này. Khoảng ngày mùng 8 đến ngày mùng 10 thì mình sẽ nhận được. Bên dưới này là cái đơn hàng là mình đã đặt nhưng mà mình đã hủy rồi. Bên dưới là cái phần đơn hàng mình đã mua thành công. Rồi, ở đây mình quay ra ngoài. Thì nếu như mà các bạn muốn xem cái phần đơn hàng mà các bạn đang vận chuyển thì các bạn sẽ nhấp vào cái mục đó chính là chờ vận chuyển này. Đó rồi, các bạn sẽ nhấp vào cái mục cái quần của các bạn mua này, cái đồ của các bạn mua nhé. Dự kiến là ngày mùng 8 hoặc là ngày mùng 10 sẽ đến. Các bạn sẽ nhấp vào nó. Thì ở đây là các bạn thấy là cái phần hàng đã đặt hàng này. Thì hiện tại là mình mới đặt cái hàng này cách đây khoảng 1 tiếng nhé. Thì trong cái quá trình giao đấy thì nó sẽ đến cái phần là đang chờ đơn vị vận chuyển này, hoặc là đang vận chuyển, hoặc là đã giao. Khi mà đã giao cho các bạn thì sẽ đến cái mục là đã giao này nhé. Rồi ở đây thì các bạn có thể là bấm vào hủy đơn hàng hay là thay đổi địa chỉ gì tùy theo nhu cầu của các bạn. Thì cái đơn hàng này mình đã đặt và mình sẽ mua cái đơn hàng này nhé. Cho nên là mình sẽ thoát ra. Ở bên cạnh đó thì các bạn có thể là nhấp vào cái mục đó chính là đang vận chuyển hoặc là xem xét hoặc là trả hàng này. Đó. Rồi. Ngoài ra thì ở đây này các bạn có thể là cách thứ hai, các bạn sẽ ra ngoài trang chủ nhé. Ở đây thì các bạn sẽ nhấp vào cái mục đó chính là shop. Ở đây thì các bạn nhấp vào cái mục đơn hàng. Thì nó cũng sẽ ra được cái phần đơn hàng của các bạn nhé. Thì đây, đơn hàng của mình là cái đơn này đã hủy này. Đơn này thì mình đã mua thành công. Và cái phần bên trên này là cái đơn hàng của mình đã đặt. Đây, hàng đã đặt hàng này, mình sẽ nhấp vào. Đó rồi, thì ở đây là cái mục thứ hai này thì cũng giống như kiểu cái mục thứ nhất thôi. Làm thì nó cũng tương tự. Cách để mà các bạn xem đơn hàng cũng như là xem trong cái quá trình vận chuyển thì nó ở đây. Rồi, cái video này mình chia sẻ vậy thôi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái video. Và nếu như mà các bạn thích video này, các bạn nhớ giúp mình một like cũng như là bình luận xuống bên dưới để cho YouTube họ đề xuất tốt hơn cho video này của mình nhé. Mình chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.